Thưa quý khán giả, bảo vệ trường học là người có nhiệm vụ cao cả, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn cho học sinh. Thế nhưng một bảo vệ trường tiểu học tại tỉnh Bến Tre, năm nay đã hơn 60 tuổi, nhưng lại giở trò đồi bại với bé gái chỉ mới 8 tuổi. Kẻ tán tận lương tâm này vừa bị cơ quan chức năng bắt giam. Sáng nay 28 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1956, ngụ xã Vang Quế Tây, huyện Bình Đại, để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, vào ngày 24 tháng 11 năm 2020, cháu T 8 tuổi vào một trường học tại huyện Bình Đại chơi. Sau đó, cháu bé thấy ông Trương, bảo vệ của trường, vào nhà vệ sinh nên cháu đi theo. Lúc này, ông Trương nảy sinh ý định xấu và đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu T. Khi về nhà, cháu T kể lại chuyện cho gia đình và người nhà của bé đã trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, ông Trương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.